Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động giới tiên tri hé lộ, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đúng tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, đón xuân mới, được quý nhân phù trợ, thần tài hộ giá, trúng số đổi đời, giàu nứt đố đổ vách. Quý vị thân mến, nhiều người than phiền với tôi rằng, dù họ cố gắng chăm chỉ, cày như trâu như ngựa, mà cuộc sống vẫn cứ mãi bị cái đói cái khổ vây hãm. Không có lối thoát, từ thuở ấu thơ phải sống trong gia cảnh nghèo khó, nợ nần, chịu khổ mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đã vậy đến khi bước ra ngoài xã hội, họ còn bị biết bao người lừa gạt, bóc lột, phản bội. Về đến nhà thì vợ chồng tối ngày lục đục, con cái lêu lổng, không chịu học hành, nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì thiếu tiền. Nhìn bạn bè trăng lứa ăn nên làm ra, coi lại mình vẫn long đong lận đận, mà xót xa cõi lòng, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn. Thế nhưng họ cũng chẳng thể ngờ, có ngày mình lại được các tinh soi chiếu, muốn gì được nấy, cuộc sống sung sướng như tiên chỉ sau một đêm, chỉ cần quý vị nghe hết bài luận giải này. Giới tiên tri bất ngờ hé lộ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, trong tháng 1 âm lịch, tháng đầu tiên của năm mới 2024, chỉ cần bản mệnh tránh được 3 điều này, lội ngược dòng thành công, đắc thời phất lên, có tiền có quyền, nở mày nở mặt, trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình. Vậy vận trình tuổi Đinh Mùi sẽ chuyển biến như thế nào trong tháng 1 âm lịch? Liệu tương lai tuổi Đinh Mùi thời điểm này biến động như thế nào? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Quý vị thân mến, không bao giờ là quá muộn để tiết kiệm tiền cho tuổi già, nhưng nếu ta bắt đầu càng sớm thì sau này càng sống an nhàn, thư thái. Có một sự thật là hiện nay nhiều người không hề nghĩ tới chuyện dự phòng bất chắc, không sở hữu một tài khoản tiết kiệm nào. Có một người phụ nữ nọ, nay đã 33 tuổi, là dân marketing lâu năm nên thu nhập rất khá. Dù vậy, khi được hỏi thì cô nói rằng mình chẳng có nhà riêng, xe cộ nào cả, đến một khoản tiền dự phòng còn chẳng có. Cô cho rằng cuộc sống này ngắn ngủi lắm, làm ra tiền thì cứ tận hưởng. Việc gì có một đồng phải cất một đồng cho mệt, không chỉ cô mà rất nhiều người trẻ hiện nay đang có suy nghĩ như vậy. Điều này tuy đúng ở thời điểm hiện tại, nhưng về sau này thì rất dễ hối hận, nhất là khi tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp. Cuộc sống nhiều bất ổn, ta sẽ không thể đoán được tương lai biến đổi thế nào. Suy cho cùng, có một khoản tiền dự phòng vẫn là cần thiết. Tiết kiệm tiền không có nghĩa là ta phải tằn tiện, nhịn ăn, nhịn mặc, không được tận hưởng cuộc sống. Đó chỉ là cắt bớt những chi tiêu thừa thải, tự tạo cho mình một chiếc phao cứu sinh, một khoản dự trù lúc về già. Muốn sống an nhàn khi nghỉ hưu, tốt hơn hết từ năm 20 tuổi đến 60 tuổi, nên tiết kiệm. Khi còn trẻ lương thấp thì không cần tiết kiệm quá nhiều, chỉ 10% thu nhập hàng tháng là đã quá đủ. 20 tuổi, ở độ tuổi 20, khi chưa có gì trong tay thì cũng đừng lo lắng, bởi đó là chuyện ai cũng gặp phải, lúc này ta đang phải gánh nợ ghè cổ. Không xu dính túi cũng không sao, điều quan trọng là ta nhận thức được tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền và xây dựng thói quen đó. Tuổi 20 là cột mốc quan trọng để ta xác định kế hoạch rõ ràng và lên mục tiêu tài chính tương lai. Hãy biết đâu là tài sản, đâu là tiêu sản để chi tiêu hợp lý. Đừng chạy theo sự hào nhoáng mà nợ nần chồng chất. Đồng thời, ta cũng nên đầu tư vào tri thức, tìm hiểu về các hình thức kinh doanh, đầu tư cho tiền đẻ ra tiền. 30 tuổi, ở độ tuổi 30 ta bắt đầu bước vào giai đoạn thăng tiến sự nghiệp và có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Dù vậy, đây là thời điểm mà ta phải chi tiêu nhiều hơn. Chẳng hạn như để kết hôn, mua nhà, mua xe, những gánh nặng tài chính sẽ bất ngờ đổ ập lên vai, khiến ta dễ cảm thấy tự tin, trở tay không kịp. Dù vậy, mệt mỏi đến đâu thì ta vẫn phải duy trì thói quen tiết kiệm, đừng bỏ dở giữa chừng. Theo Fidelity, số tiền mà ta nên có ở độ tuổi 30 phải bằng 1/2 thu nhập mỗi năm. Chẳng hạn, nếu thu nhập của ta là 10 triệu,
tháng, đến tuổi 30 ta phải có ít nhất 60 triệu trong tài khoản. Tất nhiên, con số này phải tăng dần qua từng năm. Nhất là khi ta tiến dần tới tuổi nghỉ hưu, để làm được điều này tốt hơn hết nên cố gắng trả bớt nợ, tăng thu nhập, thử sức kinh doanh và chi tiêu hợp lý hơn. 40 tuổi, đến ngưỡng tuổi này, hầu hết chúng ta đều đã có sự nghiệp ổn định, tài chính vững vàng, nhưng cũng vì quá ổn định mà nhiều người bắt đầu lơ là tiết kiệm, chỉ nghĩ tới chuyện tận hưởng. Thực ra, chính vào thời điểm này thì ta càng cần tiết kiệm tiền nhiều hơn nữa, nguyên do là vì đến tầm tuổi này, ta đâu cần phải thể hiện bản thân với người khác như hồi thanh xuân nữa, không cần phải vung tay quá chán mua sắm, đi dự tiệc xa hoa, chẳng phải lo sĩ diện hão nữa. Ở tuổi 40 là khi thu nhập dần chững lại, đồng nghĩa với việc ta phải nghĩ xa hơn, không ai biết được ta có vô tình mất việc không, muốn mua nhà mới không, hay cho con đi du học hay không. Vì thế, số tiền mà ta có trong tài khoản tiết kiệm lúc này chí ít phải bằng 3 năm tiền lương. 50 tuổi, cái khó nhất ở tuổi 50 không phải là làm sao để có nhiều tiền, mà làm sao để giữ chắc chúng trong ví. Ở thời điểm này, nhiều người hối hận vì bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Khi xưa mà bắt đầu khởi nghiệp đầu tư, tất nhiên đây cũng là độ tuổi có nhiều lợi thế. Khi ta đã tự tin và có tuổi đời dày dặn, có kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, khi lấy ví dụ, hẳn nhiều người sẽ nghĩ tới tỷ phú Warren Buffett, nhà hiền triết xứ Omaha đã kiếm được 99% khối tài sản nhờ khoản đầu tư sinh lời trên sàn chứng khoán sau tuổi 52. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Buffett bắt đầu học đầu tư từ năm 11 tuổi, 14 tuổi mua cổ phiếu đầu tiên, thành quả này là tích lũy biết bao năm tháng mày mò, học hỏi chứ không phải một phát ăn ngay. Vì thế, trước khi định đầu tư hay kinh doanh, hãy tìm hiểu kỹ lưỡng về lĩnh vực đó. Dù tham vọng lớn đến đâu nhất định phải có một quỹ dự phòng khẩn cấp để ta có thể xoay sở khi biến cố bất ngờ xảy ra. Các chuyên gia khuyên rằng số tiền mà ta để dành được ở tuổi 50 nên tương đương 6 năm thu nhập. 60 tuổi, thông thường ở độ tuổi này chúng ta bắt đầu nghỉ hưu, dù có đi làm thì cũng chỉ là những công việc nhẹ nhàng. Ta bắt đầu buông bỏ những gánh nặng tài chính, chuyện cơm áo gạo tiền và bắt đầu nghĩ tới việc nên làm gì sau khi về hưu, dù dự định như thế nào đi nữa. Cái ta cần nhất vẫn là tiền. Tuổi 60 rất khác với tuổi 30, nếu muốn đi làm kiếm thêm thu nhập cũng rất khó khăn, bởi tuổi đã cao, sức cũng yếu dần. Thời điểm này, số tiền tiết kiệm ta nên có phải gấp 8 lần thu nhập hàng năm. Nếu ta nghỉ hưu vào lúc 65 đến 67 tuổi, số tiền đó nên dừng ở mức 10 đến 11 lần, chỉ khi sở hữu chừng này tiền, ta mới có thể an tâm tĩnh dưỡng tuổi già. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách người tuổi Đinh Mùi. Sinh năm 1967. Người tuổi Mùi khi thấy hứng thú với việc gì, họ sẽ dùng mọi cách để đạt được, còn nếu không thích, họ cũng tìm cách để từ chối. Phải người tinh ý mới nhận ra được sự thay đổi này ở người tuổi Mùi. Bởi vậy, ở góc độ công việc, nếu người tuổi Mùi chuyên tâm vào công việc, họ cũng có khả năng thành công. Bên cạnh đó, người tuổi Mùi cũng là người có sự tỉ mỉ, chu đáo trong mọi việc, rất biết cách để làm mọi thứ trở nên bình thường. Nếu họ biết cách sử dụng tốt ưu thế sẵn có này, họ sẽ đạt được thành tựu lớn trong công việc. Nhìn chung, trong cuộc đời của mình, người tuổi Mùi sẽ không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề kinh tế, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ trở nên giàu có trong suốt cuộc đời. Nói cách khác, cuộc sống người tuổi Mùi sẽ bình lặng, ổn định với sự vừa đủ, giúp họ không phải lo lắng quá nhiều. Người tuổi Mùi bản tính ôn hòa, họ nên kết bạn và hợp tác với những người mạnh mẽ để giúp họ kiểm soát được mình, bởi chỉ khi làm việc dưới một chế độ nghiêm khắc, kỷ luật, người tuổi Mùi mới có thể phát huy được những tiềm năng của mình. Không chỉ vậy, người tuổi Mùi cũng có sự thật thà, họ nên tránh đảm nhận phần việc liên quan đến tài chính, tiền tệ và đầu tư. Công việc phù hợp với người tuổi Mùi thường là những công việc đòi hỏi sự suy ngẫm tỉ mỉ, thấu hiểu tâm lý người khác và mang tính chất tích cực. Bởi vậy, nghề nghiệp thích hợp với họ là làm nghệ thuật, viết văn, nhân viên truyền thông, viết báo, nhà triết học, giáo viên, những công việc mang tính mạo hiểm, đòi hỏi sáng tạo mạnh mẽ và có sự cạnh tranh khốc liệt không thích hợp với người tuổi Mùi. Những người tuổi Mùi thường yêu thiên nhiên và đa số trong tuổi này đều ít nhiều có thiên phú về nghệ thuật. So với những con giáp khác, người tuổi Mùi mang trong mình sự nho nhã và gu thẩm mỹ tốt. Họ không thích bó buộc vào những khuôn khổ và cũng chẳng yêu cầu bản thân mình một cách quá nghiêm khắc. Họ yêu trẻ con và hướng theo chủ nghĩa tự nhiên, đầy lòng bao dung và nhân ái. Tuy trong họ có sự ôn hòa, không thích đấu tranh, nhưng họ sẽ không thích người khác ép mình bằng quyền lực. Đừng để vẻ bề ngoài của tuổi Mùi đánh lừa bạn. Đôi khi vẻ bề ngoài đó không diễn tả đúng những gì nội tâm họ đang phản ánh. Khi sợ hãi điều gì đó, họ thường không bộc lộ trực tiếp. Họ thường im lặng để che giấu. Khi mọi chuyện không như ý, họ cũng dễ rơi vào đa sầu, đa cảm hoặc buồn bực. Chính vì năm tính cách hay buồn bực này,
sẽ khiến một vấn đề nhỏ cũng có thể trở nên tồi tệ dưới cái nhìn của người tuổi Mùi. Chính vì thế họ nên chú ý kiểm soát điều này trong công việc, không nên đặt ra yêu cầu quá sức bản thân. Nhìn chung, trong công việc mọi người vẫn muốn được hợp tác làm việc cùng người tuổi Mùi bởi tâm tính thiện lương, tính tình hiền lành, khả năng hòa đồng tốt nên họ cũng có thể phát huy năng lực trong tập thể tốt, điều này sẽ giúp ích nhiều cho sự nghiệp của họ. Đánh giá tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, tháng 1 âm lịch. Có thể nói rằng, tháng 1 năm 2024 là một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với người tuổi Đinh Mùi. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để lập ra những kế hoạch phù hợp với khả năng của mình và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện để có thể sớm ngày trông thấy kết quả. Nhờ có nguyệt lệnh lâm dưỡng phù trợ, bước sang năm mới bạn luôn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình khi làm việc. Đồng thời tâm lý tích cực cũng giúp bạn chịu được khó khăn, vất vả, sẵn sàng cố gắng hết sức để đạt được thành công. Sự chăm chỉ, cần cù sẽ giúp bạn khẳng định được vị thế, nhận được sự tôn trọng và nể phục của mọi người xung quanh. Lại thêm việc giao tiếp giỏi, bạn có thể nhanh chóng mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác của mình, chuyện làm ăn tiến triển tương đối tích cực. Dù có thể bạn sẽ chưa kiếm được một khoản bộn tiền ngay lập tức, hãy mạnh dạn đi theo những hướng mình đã vạch sẵn từ trước. Bạn có thể dần dần tìm ra hướng phát triển phù hợp cho mình. Hơn nữa, mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Đáng tiếc là chuyện tình cảm lại chưa có những điểm sáng đáng mừng. Bạn thường quá tập trung cho sự nghiệp của mình nên quên mất chuyện yêu đương hoặc quan tâm đến những người thân thiết nhất. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Đinh Mùi âm lịch khuyên bạn hãy kịp thời nhắc nhở bản thân cân bằng cuộc sống và sự nghiệp. Đừng để đến khi tình cảm phai nhạt rồi mới cảm thấy hối tiếc và tìm cách vãn hồi. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, tháng 1 âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều may mắn đến với mình trong năm mới. Sự chăm chỉ, chịu khó sẽ đem lại cho bạn những thành quả tương xứng, giúp bạn càng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nguyệt lệnh lâm dưỡng đem lại nhiều tác động tích cực đến vận trình sự nghiệp của con giáp này trong thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bạn nên nhanh chóng lập ra những kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn cho bản thân mình, chỉ cần lên được những kế hoạch sát với thực tế, phù hợp với năng lực của bản thân và mang tính thách thức là bạn có thể dần dần vươn lên khẳng định bản thân, khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Quá trình chinh phục đỉnh cao, có thể bạn sẽ phải vất vả một chút, nhưng nhờ tinh thần lạc quan tích cực mà bạn có thể thuận lợi vượt qua. Thậm chí, trải qua khó khăn bạn nhận ra được điểm mạnh của mình hoặc kết giao được với những đối tác, đồng nghiệp cùng chung chí hướng, đôi bên có thể hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai. Cát tinh tử vi cũng góp phần giúp cho con đường tiến thân của bản mệnh thêm phần hanh thông, thuận lợi. Bạn có thể gặp được những người hướng dẫn chỉ đường dẫn lối, khiến những người còn đang băn khoăn với những sự lựa chọn tương lai thêm vững tin vào bản thân mình. Hãy nắm bắt cơ hội học hỏi điều hay từ đối phương, bạn sẽ phát triển nhanh chóng và vững vàng hơn nhiều. Xét phương diện tài lộc tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 tháng 1 âm lịch. Theo tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Đinh Mùi âm lịch chỉ ra rằng, con đường tài lộc của người tuổi Đinh Mùi có những bước tiến triển tích cực hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho phép bạn có những suy nghĩ lạc quan hơn về tương lai của mình. Có thể ngay trong tháng này, bạn không thu được một khoản bộn tiền. Song mọi việc đang dần dần đi vào quỹ đạo, đồng lương chảy vào túi cũng đều đặn hơn. Bạn không phải lo đến chuyện chi tiêu hay phải vay mượn người khác. Người làm ăn kinh doanh có khả năng giao tiếp giỏi, biết thuyết phục mọi người, nên dễ tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, những khách hàng. Đối tác của bạn trong thời điểm này thậm chí có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai. Vì thế, hãy chủ động giữ mối quan hệ với họ để có thể hợp tác lâu dài. Người làm công ăn lương đạt được những thành tích tốt trong sự nghiệp nên dễ nhận được một khoản tiền thưởng nóng xứng đáng với những đóng góp cho tập thể. Bạn cũng có thể đưa ra những ý kiến đóng góp xác đáng, giúp tập thể vượt qua được khó khăn, thậm chí đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể. Tử vi cát tinh cũng giúp cho mọi việc tiến triển thêm phần thuận lợi. Do đó nếu có kế hoạch đầu tư, kinh doanh, mở rộng thị trường nào, thì bản mệnh cũng nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện ngay. Trong quá trình thực hiện, bạn có thể phát hiện ra nhiều nhân tố mới có thể áp dụng vào thực tế công việc. Sự chăm chỉ, cần cù, không ngại khó, không ngại khổ cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt tới thành công hơn. Xét phương diện tình duyên tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 tháng 1 âm lịch. Trái ngược với những tiến triển tích cực trên phương diện sự nghiệp và tài lộc, thì con đường tình duyên của người tuổi Đinh Mùi lại khá ảm đạm. Có lẽ bạn cần xem xét lại những điều bản thân đã làm để có hướng thay đổi phù hợp. Người độc thân có vẻ khá thờ ơ với chuyện tình cảm,
vì bạn cho rằng dành thời gian để phát triển bản thân và cống hiến cho sự nghiệp thì có ý nghĩa hơn nhiều. Hơn nữa, bạn thường có cái nhìn khá khắt khe về mọi người xung quanh nên ít khi nảy sinh thiện cảm với người khác. Thời điểm này, bạn thường từ chối những lời giới thiệu của người khác hoặc có đi gặp mặt thì cũng đi với tinh thần bị ép buộc. Bạn chưa thực sự muốn xây dựng mối quan hệ thân thiết với bất cứ ai nên không chủ động gợi mở, cũng không chủ động giữ liên lạc. Người đã lập gia đình không nên tiếp tục lạnh nhạt với nửa kia của mình. Bạn nghĩ rằng mình cố gắng làm việc để đem lại cuộc sống sung túc hơn cho người nhà. Nhưng bạn lại chưa từng cân nhắc xem điều mọi người thực sự mong muốn là gì. Nếu được, hãy nhanh chóng tìm cách cân bằng tình cảm và sự nghiệp. Không để phương diện nào chiếm thế chủ đạo. Nếu bạn quá thờ ơ với gia đình, tình cảm giữa các thành viên sẽ dần trở nên lạnh nhạt. Đến khi bạn thấy hối hận, thì có thể đã muộn rồi. Xét phương diện sức khỏe tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 tháng 1 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi không có nhiều biến động trong tháng 1 năm 2024 âm lịch này. Bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, không nên bắt bản thân lao động quá sức, khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Người lớn tuổi cần vận động hợp lý để tránh những tổn thương cơ thể không đáng có. Bạn nên sắp xếp thời gian để tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao, mở rộng các mối quan hệ, không nên giữ mọi chuyện trong lòng hoặc sống trong thế giới riêng. Khi gặp phải chuyện căng thẳng, bạn nên tìm cách thư giãn hoặc tâm sự, trao đổi với người đáng tin cậy. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần âm lịch của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Xem tử vi tuần 1, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Đinh Mùi có nhiều dự định trong công việc, nhận được sự nâng đỡ của quan tinh nên phần nào hoàn thành kế hoạch. Giữa tuần là thời điểm thuận lợi để con giáp này triển khai đẩy mạnh. Lúc này bạn sẽ nhận được nhiều đóng góp giúp đỡ của đồng nghiệp và cấp trên. Ngoài ra, thực thần giúp bạn có tài ngoại giao, biết cách hòa nhập với môi trường mới rất nhanh chóng, nên thích nghi tốt với điều kiện hoàn cảnh. Kể cả bất ngờ được giao nhiệm vụ cũng không hề nao núng, mà tự tin gặt hái được kết quả khiến người khác phải bất ngờ, tài lộc cũng theo đó mà kéo tới, càng ngày thu nhập càng tốt hơn. Nhưng vấn đề tình cảm lại không suôn sẻ, khiến tinh thần của tuổi Đinh Mùi trùng xuống, bạn có nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ, rung động mà chẳng dám hành động, nên vẫn chưa thành đôi. Với người đang yêu, đã kết hôn thì một quan hệ ổn định xong có phần nhàm chán, cần thêm sự kích thích, đổi mới để thay đổi nhịp sống mờ nhạt buồn tẻ. Chủ động mở lời hẹn hò là chìa khóa thành công cho bạn, đừng ngại ngần cả khi người đó chưa bật tín hiệu đèn xanh, hay nếu bạn là nữ giới. Không hơn thua gì một lời mời, có thể sẽ bị từ chối, nhưng đó là dấu hiệu của sự khởi đầu tích cực, bạn dám thay đổi thì nhân duyên sẽ có nhiều mới mẻ. Xem tử vi tuần 2, tháng 1 âm lịch. Tuần này người tuổi Đinh Mùi có thiên đức cát lợi, vừa hài hòa lại may mắn giúp vận trình hướng về trạng thái cân bằng. Tuy vẫn còn nhiều mệt mỏi chưa thể giải quyết, nhưng ít nhất bạn cũng đã thấy hướng đi tươi sáng mới mẻ. Đối với tiền bạc, thoát khỏi cảnh nợ nần túng thiếu chính là điểm quá tốt trong thời gian này rồi. Thiên đức còn đặc biệt xoa dịu tâm trạng buồn bực của bản mệnh, giúp hàn gắn các mối quan hệ tình cảm đã rạn nứt từ trước với những người đang yêu nhau. Thực sự quý nhân này góp công không nhỏ trong việc cả hai nhìn nhận lại chính mình, trân trọng những điều đang có, bỏ qua lỗi lầm và cùng hướng về phía trước. Tài lộc mới có khởi sắc, chính tài khôi phục giúp tuổi Đinh Mùi có thêm đồng ra đồng vào, trang trải các khoản chi tiêu, thực ra thì vẫn chưa đủ. Còn nợ lại nhưng ít thôi, tiếp tục làm việc chăm chỉ cố gắng như hiện nay thì chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành đầy đủ và còn dư ra nữa nên đừng quá lo lắng. Có lo thì hãy quan tâm tới công việc, đề phòng sự gièm pha của đối thủ, đừng gây ra lỗi lầm nào để người khác bắt được, hòa nhã với người ngay, không ai tử tế với kẻ gian. Đừng thỏa hiệp trước những người có ý định cố tình chơi xấu bạn, tránh càng xa càng tốt để không trở thành nạn nhân cho những âm mưu toan tính. Xem tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch. Tuần này tuổi Đinh Mùi có dịch mã, nên vận trình đầy áp sự chuyển động với nhịp độ nhanh và mạnh, nếu có thể bắt kịp với những thay đổi liên tục, không ngại đi xa, năng động và tự chủ, thì bạn sẽ kiếm được không ít tiền, tuy mệt và vất vả, nhưng cũng là trải nghiệm rất tốt, đừng nên bỏ lỡ. Công việc có nhiều chuyển biến, có thể bạn sẽ thay đổi địa điểm làm việc, đổi môi trường hoặc chuyển sang làm ở vị trí khác. Không thể nói trước là sự điều chuyển này tốt hay xấu, đó vừa là thời cơ, nhưng đồng thời cũng là thử thách rất lớn đối với bạn trong thời điểm này. Người độc thân gặp đào hoa, nhưng là đào hoa sát, nên thận trọng trong các mối quan hệ với người khác giới, tránh rước phiền phức vào thân. Người đã có gia đình nhất định phải tăng cường bồi dưỡng tình cảm với đối phương để tránh có người thứ ba chen vào phá hoại hạnh phúc. Ra ngoài đề phòng tranh cãi, bất luận là đúng sai thế nào thì bạn cũng chuốc bực vào thân, chuyện gì có thể bỏ qua thì nên để nó qua đi.
Đừng quá sân si tính toán, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, nhưng nhịn bao dung một chút chẳng làm bạn thiệt đi, mà ngược lại còn tích thêm phúc báo. Xem tử vi tuần 4, tháng 1 âm lịch. Tuổi Đinh Mùi chuẩn bị đón một tuần khá nhiều thay đổi trong cuộc sống, có điềm báo chuyển đổi công việc hoặc môi trường làm việc, bạn đi nhiều hơn, giao tiếp với nhiều người hơn và bận rộn với những dự định cho cả năm mới. Có thể nói người tuổi Đinh Mùi đang thực sự bước vào giai đoạn gấp rút, sự nghiệp tốt, có những bước tiến dài. Tham vọng của bạn không hề nhỏ nên áp lực lớn là chuyện đương nhiên, bạn chấp nhận, thậm chí còn sẵn sàng đón nhận nó như một thử thách quan trọng để mình tiến lên vị trí tốt hơn. Tử vi là ngôi sao thông thái đang chiếu rọi và chỉ lối cho bản mệnh trong tuần tới. Những người làm việc về văn chương, sách, xuất bản hay nghệ thuật, truyền thông sẽ đón những tin tức khả quan hoặc có hợp đồng mới. Nhưng đừng mải mê làm việc mà quên chăm lo cho sức khỏe nhé. Càng lạnh lẽo thì càng dễ ốm. Cái lạnh của mùa đông vẫn còn, cơ thể cần nhiều năng lượng để giữ ấm. Ăn đủ 3 bữa mỗi ngày và bổ sung thực phẩm tính ấm vào bữa ăn để đủ sức khỏe làm việc nhé. Quá bận nên bạn không có thời gian yêu đương. Sự quan tâm tới gia đình cũng khá ít ỏi, việc lơ là người thân sẽ được thông cảm trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng đừng kéo dài, hậu quả sẽ lớn đấy. Thưa quý cô bác tuổi Đinh Mùi 1967 thân mến, cũng đã sắp bước sang năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới, theo triết học Đông Phương. Nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Đinh Mùi nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Đinh Mùi. Đồng thời, ngũ hành, thiên can, địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Đinh Mùi nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Đinh Mùi trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Hợi 1959, tốt, Nhâm Tý 1972, tốt, Nhâm Ngọ 2002, tốt, Canh Thân 1980, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Tân Mão 1951, khá, Tân Dậu 1981, khá, Canh Dần 1950, khá, Nhâm Thân 1992, khá, Đinh Hợi 1947, trung bình. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Đinh Mùi trong năm Giáp Thìn 2024 là Ất Tỵ 1965, xấu, Mậu Tý 1948, xấu, Giáp Dần 1974, xấu, Mậu Ngọ 1978, xấu, Kỷ Mùi 1979, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Bính Dần 1986, xấu, Tân Mùi 1991, xấu, Đinh Mùi 1967, xấu, Bính Thìn 1976, xấu. Bản mệnh Đinh Mùi nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà.
Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình cô bác nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện về những người tài nhưng tâm có lỗ thủng. Tại một võ quán nọ có 5 anh em huynh đệ võ công hơn người, họ cùng nhau luyện tập để hưởng mong mình được chọn làm trưởng môn, người chủ trì một môn phái trong võ lâm. Trong đó tam đệ giỏi nhất nhưng luôn có cảm giác đơn độc vì bị những người còn lại ghen ghét, bắt nạt tại buổi thi đấu chọn trưởng môn.
Sư phụ dặn dò học trò lưu ý lúc giao đấu không được ra độc chiêu để tránh gây sát thương cho người khác. Thế nhưng theo sự thống nhất của huynh trưởng đã căn dặn từ trước, thì mọi người đều ra tay tàn độc với tam đệ, cho nên dù cậu bị thương khá nặng, khi vào đến vòng trong phải thi đấu với vị huynh trưởng, thì tam đệ đã thua cuộc một cách nhanh chóng. Tiến tới phần thi khinh công, các đệ tử được yêu cầu phải vận dụng khinh công đưa nước từ bờ sông bằng một chiếc thùng thủng lỗ. Thế nhưng, tam đệ chấp nhận thua cuộc vì bản thân quá đau đớn. Vì những vết thương ở các vòng thi trước, huynh trưởng cố gắng hết sức cũng chẳng thể làm được gì hơn. Kết thúc cuộc so tài vẫn chẳng ai có thể mang nước về với thùng nước bị thủng một miếng lớn ở đáy. Tới bước luận võ học, các đệ tử được yêu cầu giải thích vì sao không thể mang nước về, thì vị huynh trưởng không giấu được sự tức giận khi nói rằng, thưa sư phụ, thùng bị thủng lớn thế kia ngay từ đầu, chúng con đã biết không thể để nước vào huống gì là mang về, nếu con có khinh công giỏi, cũng không thể mang nước với cái thùng thủng đáy. Tam đệ cũng giải thích, thưa sư phụ, con kém cỏi nên không đủ sức mang nước về, con đã bị thương quá nặng, nên cũng không đủ sức mang nước đành phải chịu thua cuộc sớm. Sư phụ lúc này mới lên tiếng, này tam đệ, con không thể mang nước về với chiếc thùng thủng đáy cũng như tâm con không lành lặn, nên chẳng thể làm được việc gì vậy. Trong lòng con lúc này chứa đầy thù hận với các huynh đệ đã hãm hại mình, tâm con đã có một lỗ lớn như vậy, dẫu chiếc thùng không thủng thì con cũng chẳng thể nào mang được nước về. Sau đó, người nghiêm khắc nói với huynh trưởng, trở thành huynh trưởng vì con được học nhiều đạo lý, thế mà lòng con chứa đầy sân hận, tham lam, xúi dục mọi người làm điều xấu theo mình. Thành kiến ấy đã đục thành một cái lỗ lớn trong tâm càng khiến ngươi không thể đạt được gì, cũng giống như cái thùng bị thủng kia, không giữ được chút nước nào. Sư phụ nói thêm, tâm mỗi người đã thủng một lỗ lớn, bởi ghen ghét, thù hận, thành kiến hoặc là nghi ngờ, hèn nhát, ai cũng có lỗ thủng đó, chỉ là mỗi người có một cái khác nhau mà thôi. Khi đó, ta chẳng thể khoan dung, chẳng thể tiếp nhận được bất kể điều tốt đẹp nào, chỉ có loại bỏ chúng đi thì tâm người ta mới được bồi đắp hoàn thiện, tấm lòng mới đỡ chật hẹp vậy. Sư phụ cuối cùng thông báo tất cả đều thất bại, không ai xứng lên làm trưởng môn và họ được dặn dò phải chú trọng rèn luyện tâm tính, trừ bỏ đố kỵ, ganh ghét, nếu ai còn bày mưu hãm hại đồng môn thì sẽ bị đuổi ra khỏi võ quán ngay lập tức. Một sự thật hiển nhiên rằng, phàm là người thì ai cũng thích được mình trở thành quan trọng, nhận được nhiều sự chú ý của mọi người, nhưng không phải ai cũng đạt được điều này. Và đó là lý do tâm mỗi người đã thủng một lỗ lớn mà không phải ai cũng nhận ra, từ đó mà hầu hết chúng ta đều nổi lên lòng đố kỵ, thậm chí ghen ghét với sự giàu sang, sung sướng, may mắn của người khác. Người hơn nhau ở chỗ rằng nhận ra điều đó để điều chỉnh tâm mình, để chúng trở nên tốt đẹp, lành mạnh hơn. Có người thể hiện lòng ganh ghét đố kỵ ra ngoài, nhưng có người lại chôn nó trong lòng, âm thầm hãm hại người khác. Một khi thấy ai đó có thành tích địa vị, vinh dự, võ công hơn là ta nảy sinh ganh ghét đố kỵ. Một khi tâm danh lợi của người ta nổi lên là không muốn ai có được danh tiếng hay thành tựu hơn mình, họ luôn coi chính mình là trung tâm vũ trụ, là tài giỏi hơn người, chỉ muốn một mình thống lĩnh cả thế giới. Nhưng cũng vì thế mà họ ngày đêm lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi phải tìm đủ cách để triệt hạ người khác. Lòng đố kỵ sinh đau khổ, tâm bình an hưởng lạc cả đời. Những người như vậy dù có học được võ công cao cường, tài nghệ siêu việt, thì rốt cuộc cũng chỉ có thể gây họa cho đời mà thôi. Sư phụ, người làm thầy cũng chỉ cần những đệ tử có đức cao, sẽ chỉ truyền dạy tinh hoa chân truyền cho họ. Đố kỵ cũng là một loại ác tâm, đó là lý do vì sao người hiền lành vẫn gặp đau khổ. Cũng như những đệ tử thiếu phẩm chất đạo đức sẽ chỉ mang lại tai tiếng, làm mất thanh danh bao đời mà sư phụ đã khổ công gây dựng nên vậy. Ít ai hiểu rằng, cái chân của cuộc sống là vui cho niềm vui của người khác, hạnh phúc cho hạnh phúc của người khác, thì ta sẽ được nhiều hơn. Ta hay được khuyên là hãy vui cho niềm vui của người khác, nhưng quả thật điều này vô cùng khó khăn, chỉ những ai tu tâm đủ lâu mới có được phản ứng này một cách tự nhiên nhất. Theo luật hấp dẫn, khi tâm ta ghen ghét thành công của người khác, thì sâu trong tâm trí của chính chúng ta ghi nhận rằng ta chẳng thích điều ấy, và ta sẽ chẳng thể nào thu hút những điều tương tự. Ví dụ như, ta thấy ai đó có gia đình hạnh phúc liền ghen tị, thấy ai đó mua được nhà, được xe, là ta lại dè bỉu, chê bai. Thấy ai làm ăn kinh doanh tốt ta lại mỉa mai, cứ như thế tâm ta ghi nhận rằng mình chẳng thích một gia đình hạnh phúc, chẳng thích có nhà, có xe, chẳng muốn được thành công. Vậy là chúng ta đã ra tín hiệu sai cho tâm, để chúng chống lại những điều tốt đẹp đó. Thế nên đừng hỏi tại sao ta chẳng thể có được hạnh phúc, có được cuộc sống giàu sang như những người mà ta đang ghen ghét, vui cho niềm vui của chính mình, thì là việc quá đơn giản và tầm thường. Khi chúng ta hạnh phúc cho hạnh phúc của người khác đó mới là tầm cao mới, điều đặc biệt, hạnh phúc cho niềm vui của người khác là một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, thanh cao mà không phải ai có được cảm giác này, càng đem đến niềm an vui, hạnh phúc cho nhiều người, thì bản thân ta càng được hạnh phúc.
Khi cho đi như thế, chúng ta mất đi không bao nhiêu mà nhận lại thì rất là nhiều. Khi biết cho đi, chúng ta sẽ có được sự bình an, hạnh phúc trong lòng, tâm từ bi trong ta sẽ ngày được lớn mạnh thêm, chúng ta sẽ được phước báo thiện lành và đặc biệt là chúng ta sẽ được nhiều người quý mến, yêu thương. Nếu ai cũng biết cho đi thì sẽ tạo ra một xã hội thanh bình, hòa hợp và mọi người biết thương yêu tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.